Hello mọi người, tối nay em view cho mọi người tham khảo cái con HP ZBook. HP ZBook này là rất là đã luôn mọi người, tại vì cái dòng này là cái dòng chip Xeon. Tí nữa cái cấu hình của nó thì em sẽ view cho mọi người tham khảo, sẽ có báo giá luôn mọi người. Máy màn hình này là màn hình 15.6 inch Full HD, đẹp cực kỳ luôn, rất là đã. Rất là đã luôn á mọi người. Máy thì máy đẹp lắm nha mọi người, máy đẹp lắm. Tại vì mình view ban đêm á, cho nên là sẽ không thấy nó đẹp được full nhôm toàn bộ luôn nha mọi người. À, để mình gấp lại view ở ngoài này cho mọi người xem nè. Mọi người xem cái vỏ máy nè. Cái vỏ máy phải nói là tuyệt vời luôn mọi người. Đúng là cái dòng cao cấp của HP ZBook. Nhìn cái vỏ nó làm cái kiểu đây là nhôm hết nha mọi người, mặt nhôm hết trơn luôn á, làm rất là đã luôn mọi người. Cầm cầm lên tay á, đây nè, cầm lên tay thấy sướng cực kỳ luôn đó. Và cái lưng nữa nè, đây là cái viền nha, cái viền là mọi người nó cũng có phay nhôm rồi, vậy sáng trưng luôn. Từ từ sẽ em sẽ view từng cái và sẽ có báo giá, tại vì những cái dòng cao cấp này cầm cái máy sợ nó trật cái tay á, cho nên là cầm đây nè, có đầy đủ ngõ kết nối nha mọi người. Này cũng như vậy luôn, tên của nó nè cũng là Mobile Workstation, nó là dạng như mấy trạm di động, cấu hình khủng, dành cho dân đồ họa, dân thiết kế rồi vậy á. Đây phần lưng nè, phải nói là tuyệt vời luôn mọi người. Thêm cái phần cái lưng của nó nè, khủng khiếp luôn á, nhìn như siêu nhân vậy á. Mỏng nha, như vậy nhưng mà lại mỏng, nhôm toàn bộ rất là đã nha mọi người, rất là đã luôn. Nó nè, HP ZBook Studio G3 đó, nó là máy trạm di động. Khi mà nó đã nói máy trạm di động thì mới biết cái cấu hình của nó khủng rồi, ta mới đặt tên cho là máy trạm di động. Và còn cái chữ là Studio G3 nữa, cái dòng Studio. Nói về cái dòng Studio, tại sao nó có tên Studio là vì là nó là để phục vụ cho vẽ vời đồ họa rồi đấy vậy mọi người. Cho nên là nó có cái tên nó sẵn vậy luôn á. Nhưng mọi người ha, cái tên là nói lên tất cả luôn. Cái này là em đoán vậy thôi nha, mọi người tìm hiểu thêm ha. Chứ kêu rồi mấy mấy cao cấp rồi em không biết, rồi kêu nói tầm bậy nữa. Nhưng mà em nghĩ là vậy đó. Phím rất là đẹp nha mọi người. Cấu hình của nó, mình tìm hiểu cấu hình của nó nè. Thì vừa view thì em và mọi người cùng nhau tìm hiểu luôn. Mà được được cái là hàng của em là bao dinh nguyên bản, và em sẽ có cái báo cái giá cho mọi người để mọi người tham khảo. Có thể mua chỗ em hoặc mua chỗ khác cũng được, nhưng mọi người tham khảo ha. Đây, đầu tiên là mình phải đọc cái cấu hình của nó cái đã. Cái này từ từ mình tìm hiểu sau. Con này tên của nó là HP ZBook Studio G3 nha mọi người. Đó, Studio như em nói đó, là cái tên nó lên tất cả luôn á. Chip nè, chip là Xeon CPU E3-1505M V5. Cái chip này á, thì thực sự ra thì cái dân gọi là dân đồ họa, dân rành thì biết nha. Em thì em không biết, nhưng mà em biết đọc cái phía sau này nè. Bình thường á, mấy cái mà em biết đọc 8 CPU rồi cái này nha mọi người. Còn chip Xeon này á, là nó cũng tương đương với lại mấy con mà i7 thế hệ, chắc phải thế hệ 8, 9, 10 đổ lên đó mọi người. Em không có rành lắm ha, nhưng mà cái chip nó mạnh lắm, mình có thể mình tìm hiểu. Tại vì bình thường dân đồ họa vẽ vời rồi là người ta chỉ thích dùng chip Xeon thôi. Cái đó là ở trên mạng nó có nói rất là nhiều luôn ha. RAM 32GB nha mọi người, RAM 32GB luôn nè. Rất là ok, cấu hình rất là khủng luôn á. Con này được cái SSD thì là 512GB rồi, chắc chắn rồi, SSD 512GB. Đây, cái quan trọng là cái này nữa nè. Con này có card RAID, card đồ họa RAID 4GB luôn nha mọi người. Đây, card đồ họa của nó tên là Nvidia Quad Core M1000 nè ha. M1000 card đồ họa tới 4GB luôn. Mấy cái đây nè, card RAID á, bình thường người ta hay quan tâm tới cái này, tới cái tên của cái card này. Card này á thì nó RAID, card RAID là 4GB nè, là gọi là vẽ nè, AutoCAD hay là làm phim chương trình rồi game rồi là ok nha mọi người. Nhưng ok trong cái tầm tiền, trong cái tầm giá này, trong cái máy vậy là rất là ok luôn á. Chip như vậy nữa,
Đó, giờ bởi vậy nó mới có tên là máy trạm di động, mình người ta đặt tên cho nó là vậy. Mẫu máy thì mỏng, đẹp, sang. Đó, dành cho không những là học sinh, sinh viên cầm cái máy này đã sang rồi mà doanh nhân rồi cũng cầm rất là sang ha, kiến trúc sư rồi đó, thiết kế rồi là rất là ok luôn. Vừa sang vừa chất vừa đẹp nữa. Nó không những là nó thiết kế mạnh về cấu hình mà còn đẹp về mắt tầm nhìn nữa mọi người. Cái mắt nhìn nó nhìn cũng rất là sang đẹp. Đây, con này á là màn hình full HD nha mọi người, full HD nên nó mịn, được cái độ sáng nó cao á. Rồi mình cái tầm nhìn rất là rộng nè, mình nhìn nghiêng á là nó ít bị bóng á mọi người. Nhìn nghiêng vẫn đọc được chữ, máy rất là ok, phím LED nha mọi người ha. Đó, một con cấu hình khủng như vậy. Em biết nãy giờ em nói còn thiếu cái gì nữa không? Bây giờ là em báo giá cho mọi người ha. Cái này là đẹp hoàn toàn rồi, hầu hết là không có bầm cấn gì hết. Nãy giờ em cũng quay cho mọi người xem rồi đó. Cấu hình như thế này là có kèm sạc zin của nó nha. Sạc zin của HP là cái sạc của những máy này là cái sạc xịn, sạc bự lắm mọi người. Sạc hình như là 150W á. Cái sạc đó đó là dành cho những con này nè, sạc tầm bậy là sạc không có được đâu. Đúng sạc zin của nó luôn, từ Nhật về zin nguyên bản hết mọi thứ. Đó là 13 triệu nha mọi người. Chỉ có 13 triệu thôi. À, bao test cho mọi người một tuần, nếu mà ai á, mà mua thì có thể là cọc em 1 triệu, em ship code cho mọi người nha. Giá hiện tại là nói thiệt với mọi người là giá cực kỳ tốt luôn, mọi người có thể tham khảo ha. Tham khảo về cái chip nè, về cái cấu hình của em mà RAM 32 GB SD512 và cái card RAID nữa. Một số mẫu cũng y chang vậy, cũng là máy trạm di động cũng G3 nhưng mà cái card RAID của nó chỉ có 2 GB thôi chứ không phải 4 GB nha mọi người. Mình có thể tìm hiểu hoặc một số máy nó không có card RAID luôn. Đó, nó cũng khác nữa. Mọi người cứ tìm hiểu ha. Con máy quá chất luôn á mọi người, thật sự quá chất luôn. Mọi người tham khảo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. 13 triệu thôi. Máy kèm sạc. Ai chốt thì inbox em nha mọi người.